Xin chào tất cả các bạn, chúng mừng các bạn đã đến với bài tìm hiểu về cách thức là cài đặt và cấu hình Code Render Extension ở trong Visual Studio Code và extension này sẽ cho phép là chạy trực tiếp các nội dung PHP từ VS Code Khi chạy chương trình Visual Studio Code và thích mở Hello World ở trong nội dung của Hello.php thì chúng ta làm thế nào để có thể là chạy trực tiếp các cái mã BSP ở trong Visual Studio Code và để thực hiện được thì chúng ta có thể là kích vào ở Extension Window và gõ Code Runner, nhấn Enter và kích vào Extension Code Runner thì đây là Extension rất là mạnh mẽ để cho phép là chạy được trực tiếp các cái ngôn ngữ C, C++, Java, CS, BSP vân vân rất là nhiều ngôn ngữ chạy trực tiếp ở trong cái chương trình Video Studio Code và kích vào Install để thực hiện là cài đặt. Và sau khi cài đặt xong thì có thể là khởi động lại Video Studio Code và sau đó là chuyển trở lại nội dung của Hello Dos BSP và kích phải lựa chọn Run Code để thực hiện chương trình. Ở trong trường hợp này là chưa tìm thấy được cái lệnh BSP thì đây là cái lệnh cài đặt kèm theo SAMBB thì chúng ta cần phải là thiết lập các cái thông số cho biến môi trường để có thể là tìm được cái lệnh đó là BSP.exe ở trong thư mục BSP của SAMBB và thực hiện lệnh này trực tiếp ở trong cái nội dung của là Visual Studio Code. Tiếp theo chúng ta sẽ xem xét là cài đặt biến môi trường để cho phép lệnh. Tìm kiếm các thông tin của là bsp c thì trước hết là trong cái hộp tìm kiếm gõ vào edit và lựa chọn edit the system environment variable. Và lúc này thì chúng ta có thể là xuất hiện cái cửa sổ để cho phép là đưa vào các cái khai báo biến môi trường ở trong hệ điều hành Windows. để có thể là thiết lập biến môi trường thì kích vào environment variable và hiển thị ra cái cửa sổ và kích vào part thì đây là cái biến để chứa là danh sách các đường dẫn mà Windows sẽ tìm kiếm ở trong này để là tìm kiếm các cái file thực thi khi gõ các cái lệnh ở trong cái cửa sổ console và kích vào edit và lúc này thì chúng ta có thể là kích vào new và tìm kiếm cái đường dẫn cài đặt của SamBB và dán vào ở tại cái vị trí này ở trong cái thư mục là cài đặt SAMBB thì chúng ta có thể là kích vào thư mục là bsp và mục đích của chúng ta là sẽ thiết lập để hệ thống có thể là tìm thấy được file bsp đối với SC thì đây là các các file đóng vai trò đó là vừa biên dịch và thực hiện các cái nội dung của bsp thì sẽ là kích vào ở trong thanh địa chỉ và nhấn Ctrl C để thực hiện là copy cái đường dẫn này. Sau đó trở lại phần thiết lập biến môi trường thì kích vào New trở lại và dán cái nội dung đường dẫn mà chúng ta đã thiết lập ở trong thành địa chỉ của File Explorer và nhấn OK, nhấn OK và nhấn OK. Để có thể kiểm tra được là các cái thiết lập thành công hay không thì chúng ta gõ lệnh CMD và nhấn Enter. Và lúc này thì có thể gõ đó là BSP và nhấn Enter. Và ở đây thì chúng ta có thể là BSP Version và nhấn Enter để có thể là thấy được các cái thông số về phiên bản được cài đặt của BSP. Sau khi đã thiết lập biến môi trường thì chúng ta có thể là chạy lại Visual Studio Code để các cái thiết lập có thể được áp dụng cho cái phiên bản chạy hiện tại của Visual Studio Code và lúc này là kích vào ở trong hello.bsp lựa chọn sân code để thực hiện chương trình và kết quả là hiển thị ra được cái nội dung đó là hello world và file là bsp.ac đã được tìm thấy và thực hiện file này thì sẽ ra được cái kết quả đó là hello world như vậy chúng ta đã kết thúc nội dung của bài học, hẹn gặp lại các bạn ở trong các bài học tiếp theo xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn